Chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Những quyết định thay đổi vận mệnh kinh tế quốc gia, những con số biết nói, những biến động của thị trường, những thông tin tài chính thị trường tác động đến chính bạn, tất cả sẽ có trong bản tin tài chính thị trường phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên HTV7. Phần trang điểm gala cả ba màu xanh điệu. Trò chơi truyền hình Kim Tự Tháp của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp lại quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim Tự Tháp của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc thi quý. Chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 gương mặt có số điểm cao nhất trong quý vừa qua. Họ cùng tham dự chương trình hôm nay với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họ. Xin chào Thanh Vân. Dạ, chào anh Chí Bảo. Số điểm lần trước của bạn được bao nhiêu điểm hả? Dạ, 2.800 điểm ạ. 2.800 điểm. Bạn sử dụng số điểm đó vào việc gì? Nó còn không vậy? Dạ hết rồi. Hết rồi. Em mua tặng cho mẹ 2 cái áo dài, nhưng mà vẫn chưa tặng bố 2 bộ đồ vest, nên bữa nay em tới em kiếm thêm ạ. Đúng rồi, tặng cho mẹ tại sao lại không tặng cho bố? Vậy là hôm nay mục tiêu đến đây là để tặng cho bố một món quà nữa phải không? Dạ vâng ạ. Chúc mừng bạn, cố gắng thi cho số điểm thật là cao nha. Dạ cảm ơn anh. Chào bạn Mỹ Phương. Rồi em chào anh ạ. Còn bạn thì sao? Có khỏe không? Em cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Lần trước bạn được bao nhiêu điểm? Lần thi trước thì em được 3.000 điểm thôi. Có sức mẻ miếng nào chưa? Dạ, tính đến thời điểm này thì vẫn còn nguyên vẹn. Còn nguyên, không có xài gì hết, tại sao vậy? Dạ, em tính để cộng với lần này rồi tính luôn. Gom góp lại cho nó nhiều, xài lần cho nó sướng phải không? Chúc bạn thành công nha. Dạ, cảm ơn anh. Chắc bạn Hà Anh Tuấn của chúng ta chắc còn nguyên, chắc không có xài miếng nào đâu ha. Thì cách xài còn không hết nữa, làm sao xài được tiền thưởng. Đâu, đừng như anh bảo, nhưng mà cũng xích được miếng rồi. Bạn bè mất xích miếng, giờ còn miếng, hy vọng là giờ này sinh lời. Chúc bạn thành công luôn nha. Cảm ơn anh. Chào bạn Ngọc Quyên. Hiện nay bạn đang làm gì? Dạ, lúc trước là nói là vẫn đi học đi làm. Dạ. Chắc là số tiền vừa qua bạn đã sử dụng vào việc gì? Dạ, đóng tiền học. Đóng tiền học? Dạ. Một việc làm rất có ý nghĩa. Còn lần này đến đây thì mục đích để làm gì nữa à? Thì tiếp tục đóng tiền học và để dành. Đóng tiền học nữa. Học hoài không có giải trí sao? Thôi đóng tiền học cũng là tốt lắm rồi. Chúc bạn thành công luôn nha. Dạ, cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa gặp gỡ 4 gương mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng như những vòng thi lần trước, chúng ta sẽ có 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi đầu tiên của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng thi này chúng ta cũng có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Áo anh sức chỉ đường tà, chuyện gia đình, phở hương vị Việt Nam, bác sĩ, ta từ đâu đến. Và chủ đề cuối cùng là bò ơi là bò. Chắc có lẽ là tất cả các vị thí sinh và khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay rất là am hiểu về luật lệ của chương trình Kim Tự Tháp, nhưng có lẽ tôi cũng xin nhắc qua một số điểm chính. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính, các đáp án lần lượt được thể hiện. Bạn hãy nhanh chóng dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ bạn muốn nói. Và xin lưu ý, tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Và nếu vi phạm, chúng ta sẽ nghe một tín hiệu. Bạn sẽ không được tính điểm cho đáp án đó. Vẫn có 30 giây để diễn đạt tất cả 7 câu hỏi. Một câu trả lời đúng, bạn được 1 điểm. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chủ đề đầu tiên xin được mời bạn Vi Thanh Vân.
À, dạ vâng, em chọn chủ đề chuyện gia đình. Chuyện gia đình. Vâng ạ. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều có trong gia đình. Các bạn cố gắng ghi thật là nhiều điểm, bởi vì đến với vòng thi quý này, số điểm dành cho giá trị tiền thưởng dành cho một điểm cũng rất là cao. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái người sống chung với người chồng. Vợ. Ngược lại. Đẻ ra một thằng bé. Hai chữ. Khoan. Một thằng bé. Trẻ sơ sinh. Hai chữ. Trẻ con. Hãy gái, qua đi à. Gái, bỏ qua. Giống như thằng bé đó mà là con gái. Đúng rồi. Ăn cái này nè. Cơm. Ăn cái này nè. Cơm chiều. Đây là một sự khởi đầu thôi. Bạn Anh Tuấn, bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Chủ đề đầu tiên dành cho đội của bạn. Bên kia chọn gia đình, bên này cũng chọn gia đình, bác sĩ tại gia. Chủ đề bạn chọn là bác sĩ tại gia. Gợi ý của chủ đề này như sau: những dụng cụ thường có trong tủ cấp cứu. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Đo nóng hay là lạnh á? Y kế. Vết thương á, mà nhỏ vậy nè. Ăn cá nhân. Gì để nhổ lông, nhổ râu nè. Nhíp. Vết thương mà mình tẩy vi chợ vi khuẩn á. À, ăn côn hả? À, thuốc đỏ. Bỏ. Thuốc sát trùng. Bỏ qua. Cù la. Dầu. Dầu gió. Một sự khởi đầu rất là tốt. Bạn đã ghi được 5 điểm. Chủ đề thứ hai dành cho đội bạn Phi Thanh Vân. Em chọn chủ đề phở hương vị Việt Nam ạ. Phở hương vị Việt Nam. Gợi ý của chủ đề này như sau: những thứ có trong món phở. Rất là dễ dàng, phải không? Thật ra thì cũng không có nhiều thứ lắm đâu. 7 thứ cũng là nhiều lắm rồi đó. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Thịt bò chế nước sôi vô. Thịt bò trần, thịt bò tái. Giống như chín. Thịt tái. Giống như chín. Tái. Qua. Tái nạm rồi cái gì? Ngầu gân. Cái cọng trắng. Cọng giá. Cái thứ mà chị không thích ăn hồi nãy chị ghét ăn á, có dầu á. Qua. Cái cục tròn tròn. Bò viên. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Anh Tuấn. Em chọn bò ơi là bò. Bò ơi là bò. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều liên quan đến con bò. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Con bò thì cái gì xanh xanh đó. Cỏ. Hai chữ. Ngọn cỏ, đồng cỏ. Phải. Ăn cỏ. Con bò ở phía sau. Nó đi cày. Không. Kéo. Hai chữ. Kéo cày. Không. Bỏ. Bỏ qua. Có hai cái gì? Sừng. Rồi. Con của con bò. Nghe. Không, không. Bê. Món mà có ăn với khoai tây, là khoai chiên á. Bò bít tết, thấy không? Tôi biết thế nào anh Tuấn tôi nói là bò bít tết à, trong khi đáp án là bò lúc lắc. Các bạn đã trải qua 4 chủ đề. Và số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Thanh Vân được 6 điểm và đội của bạn Anh Tuấn được 8 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Bây giờ chúng ta đến với chủ đề thứ 5 dành cho đội của bạn Phi Thanh Vân. Mời đội của bạn Vân chọn chủ đề. Em chọn chủ đề áo anh xích chỉ đường tà. Đây là chủ đề có điểm thưởng. Nếu các bạn cố gắng trả lời đúng hết 7 câu hỏi trong 30 giây, các bạn sẽ nhận thêm điểm thưởng trị giá là 1.600.000 đồng. Gợi ý của chủ đề này như sau: những động từ dùng trong ngành may mặc. Đây là những động từ các bạn lưu ý. Các bạn hãy sẵn sàng. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Tôi vừa mới nói. Đúng rồi. Hai cái cây. Dạ. Sỏ. Không, hai cái cây. Cái gì đen, đen.
Cái gì mà một cái cây? Đang lên. Không không, một cái cây. Mày. Qua. Qua. Đúng rồi, cái câu lúc nãy mới vừa nói. Đang. May. Ok. Cái gì mà đạp. À, đạp quay xe chỉ. Cái lúc nãy mới nói. May gì? Khâu theo. Cái gì mà cái máy quay vòng mình nè. Là gì? Máy sệt. Đúng rồi, chữ khâu đúng rồi đó. Nhưng mà cái động tác khâu này hơi khó hiểu đó nha. Khâu gì mà mạnh dữ vậy? Dạ. Khâu nó nhẹ nhàng hơn chứ khâu sao đập dữ vậy? À, ý bạn nói là khâu bằng máy đó phải không? Vâng, máy à, bằng máy đó, phải đập phải không? Máy đập vâng phải không? Máy vâng may à chứ gì? Chủ đề cuối cùng là ta từ đâu đến. Bây giờ chúng ta hãy xem coi là bạn Hà từ đâu đến. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều liên quan đến người tiền sử. Ví dụ như là những điều gì ạ? Hang động thì anh chơi cây. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Có hai chữ, chữ đầu là giống như con khỉ, cái chữ hai là giống mình. Hả? Phượng người. Thời kỳ tiền sử gọi là thời kỳ gì? Đầu đá. Ở đâu? Người tiền sử ở hang động. À, ăn cái gì? Con sâu nó ăn cái gì? Ăn lá, lá cây. Cái này mà của con động vật thì gọi là cái gì? Cái này nè. Lông hả? Da hả? Hai da chữ. Da gì? Da, da người hả? Da thú với da người. Ta nói bạn Tuấn Anh đã chỉ rất là rõ cái này nè. Là da đó, nhưng mà của con vật, tức là da thú, thấy không? Và chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Vi Thanh Vân được 10 điểm và đội của bạn Hà Anh Tuấn 12 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Chúc mừng bạn. Hey, vẫn trang điểm cay la, thật xanh điệu, da trắng mịn màng tự nhiên, giữ da giữ ẩm, mơ mụn cùng chống nắng nữa. Wow, thật tuyệt. Phấn trang điểm cay la, cả ba màu xanh điệu. Cay la. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ hai của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Xin được chúc mừng bạn Anh Tuấn và bạn Ngọc Quyên đã bước vào vòng thi đặc biệt này. Ở vòng thi này thì các bạn cũng đã biết mình phải làm gì rồi phải không ạ? Vẫn giải đáp tất cả là 6 chủ đề quen thuộc. Từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Mỗi một chủ đề nếu các bạn trả lời đúng, số điểm tương ứng từ 200 đến 3.000 điểm. Tức là những số điểm, những chủ đề có số điểm rất lớn nằm bên phía tay phải, ở bên trên, cho nên các bạn cố gắng trả lời thật là nhanh, theo đúng cái thời gian quy định của mình, trong 60 giây trả lời 6 chủ đề. Như vậy thì mỗi một chủ đề chỉ có 10 giây mà thôi. Nhưng nếu trong hết 60 giây các bạn trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề trên, tổng số điểm thưởng của vòng này sẽ là 15.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 15 triệu đồng. Không tiền học mạch nghỉ luôn, phải không? Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bạn Anh Tuấn không được dùng tay để diễn tả nhé. Bạn không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê mà thôi. Tôi nghĩ rằng bạn đã có kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm ở vòng thi này rồi. Nhưng mà đôi khi lâu quá chúng ta cũng quên. Hoặc là do áp lực và thời gian cũng dễ bị quên lắm. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúc hai bạn thành công. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Khỉ, voi, địa điểm, chủ nhật. Đá thú. À, tảng đá hả? Đá ở dưới nó ra đá ngầm, đá ngầm. À, cái gì mà người ta mày ra để ở từ con ốc có nó bóng màu nó đẹp lắm. Vỏ. Xà cừ. Xà cừ đúng không ạ? Còn thuyền mà đi đụng đá cái chết liền. Chứ cũng còn cứu chữa được, chứ không nên ở chết lắm. Chủ đề cuối cùng là thẳng ruột ngựa. Gợi ý của chủ đề này như sau. Chủ đề này dành cho đội của bạn Hạnh. Những bộ phận của hệ tiêu hóa. Chà, ở chủ đề này thì ai là người gợi ý đây? Bạn Anh Tuấn là người gợi ý. Bạn có chuẩn bị tinh thần để diễn tả những bộ phận tiêu hóa chưa? Của hệ tiêu hóa chưa? Tinh thần có rồi, không biết có chữ thì diễn tả. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu.
miệng loằng ngoằng mà dư ra ruột thừa, cái ống yết hầu, cái ống dẫn khí quản bò qua đâu gì dạ dày chữ khác ruột dư bao tử loằng ngoằng mà trái với già ruột non ngược lại ruột già cái cục của đàn ông yết hầu một chữ hầu cái ống dẫn đồ ăn thực quản rất chứ nói khí quản là không có đúng, khí quản không có tham gia vào hệ tiêu hóa, thấy không ạ? Đó là thực quản. Và các bạn đã rất xuất sắc trả lời đúng hết cả 7 câu hỏi trong khoảng thời gian 30 giây, đó là số điểm tối đa. Tôi nghĩ rằng ở vòng thi này mang lại cho các bạn một số điểm rất là cao. Chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Thanh Vân 7 điểm và đội của bạn Anh Tuấn 19 điểm. Một lần nữa các bạn lại tiếp tục bước vào vòng thi chinh phục siêu thấp. Hãy bắt đầu ngày mới với Kyla nhé. Sữa rửa mặt trắng da Kyla với vitamin B3, tinh chất hoa cam thảo làm da trắng dần lên. Sữa tắm trắng da Kyla có thêm chiết xuất sữa tươi giúp da mình ngày càng trắng sáng, mịn màng, đầy sức sống. Kyla. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh phục kim tự tháp. Thế là cơ hội lại đến với bạn Anh Tuấn một lần nữa. Với tổng số điểm cũng là 15.000 điểm nếu các bạn trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề. Lần trước bạn ghi được 4.000 điểm phải không ạ? Lần này là 15.000, lặp lại một lần nữa. Cho nên là hiếm có một người nào mà cơ hội đến tới 2 lần phải không ạ? Trong khi có một người đang ngồi ở dưới kia muốn có một lần mà không có được đó. Phải không? Cho nên bạn phải cố gắng tận dụng cơ hội này. Cách trả lời của bạn Mỹ Phương vừa rồi rất là tốt. Bạn đưa ra nhiều đáp án. Ở vòng này hy vọng rằng bạn sẽ duy trì theo cách trả lời đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Rất là bình tĩnh. Lấy hết tất cả số điểm này mang về muốn làm gì làm, phải không ạ? Bạn cần chúng tôi hỗ trợ thêm điều gì không? Chúc hai bạn may mắn nha. Cảm ơn anh. Các bạn có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Đi ngang tam cẳng hai càng, nhiều rau luộc ngũ cốc, bắp trái bắp, trên cao đổ xuống ván, trượt tuyết, mít sầu riêng, trái cây chanh ở trong, trái cây nhiều muối, trái cây có muối, anh Đức Đức anh Việt Việt anh Phan, từ điển, cụ già sinh nhật 60 lễ mừng thọ. Rất xuất sắc, rất xuất sắc. Các bạn đã trải qua vòng cuối cùng với một số điểm rất là cao và trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều thời gian mà các bạn hãy nhìn thấy trên màn hình đã hiện đầy đủ những số điểm theo thứ tự từ 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Những tổng số điểm của chúng ta lúc này sẽ là 15.000 điểm, tương ứng giá tiền tiền thưởng là 15 triệu đồng. Xin chúc mừng hai bạn. Đó là một số điểm rất cao. Sau đây xin được mời hai bạn Thanh Vân và bạn Ngọc Quyên cùng bước lên sân khấu với chúng tôi. Có lẽ là ngồi bên dưới Thanh Vân cũng có nhiều cái cảm giác rất là hồi hộp, cũng như bạn Quyên cũng rất là hồi hộp ở vòng thi này phải không ạ? Mà cũng rất buồn anh ạ, em bị mất 15 triệu rồi. Nhưng mà các bạn có thấy là ở vòng thi này những chủ đề vừa qua có tính có căng thẳng lắm không ạ? Dạ không, thực sự là những chủ đề khó mà tại vì hai bạn chơi hay quá. Cho nên hôm nay thôi mình nhường hội lên đây cũng xứng đáng phải không ạ? Dạ thôi để em ráng lần sau. Bây giờ chúng ta sẽ mời bạn Vân qua bên đây đứng cho nó cân một chút xíu, phải không? Dạ mời anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả của mỗi thành viên như sau. Trước tiên, hôm nay chúng ta có những con số rất là nhiều. Đầu tiên bạn Ngọc Quyên với số điểm là 3.900 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 3.900.000 đồng. Chúc mừng bạn. Và bạn Thanh Vân với số điểm là 1.700 điểm, 1.700.000 đồng. Chắc cũng là mua được món quà gì đó cho bố rồi phải không? Dạ mua được. Chắc bố cũng ít đòi hỏi hơn. Mẹ tới hai chiếc áo dài thôi, 4 chiếc thôi được rồi. Một cái áo sơ mi được rồi. Dạ nhưng mà không phải áo dài mà đồ vest anh. Dạ. Vậy thì bạn ráng gói ghém nha. Và người thứ ba đó là bạn Mỹ Phương với số điểm là 10.400 điểm, 10.400.000 đồng.
Bây giờ cộng với số điểm kỳ trước nữa góp lại cũng là một số điểm rất là nhiều rồi, phải không ạ? Yeah. Và cuối cùng là bạn Anh Tuấn với số điểm cao nhất 12.600 điểm, 12.600.000 đồng. Và không biết xài làm sao cho hết đây. Ngoài ra các bạn còn nhận thêm những phần quà của nhà tài trợ. Đây là bộ sữa tắm trắng da Kayla, và bên trong có một cái ly của Kayla rất là đẹp. Không biết bạn Thanh Vân sử dụng hay như thế nào. Đây là sữa tắm trắng da đó bạn Thanh Vân, bạn cũng có thể sử dụng được. Dạ thôi để em tặng cho mẹ. Và đây là phần quà dành cho, quà tặng dành cho bạn Thủy Phương, bạn Anh Tuấn. Và một lần nữa xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin cảm ơn các bạn đã đến chia vui cùng với chương trình của chúng tôi, và xin chúc cho các bạn có nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla, và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cùng chào đón với hai người mẫu, họ rất trẻ trung và dễ thương. Người mẫu đầu tiên đó là Lan Phương. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn vị khách mời thứ hai, người mẫu Đức Vĩnh. Đầy hấp dẫn và thử thách, sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu và những câu chuyện hậu trường. Liệu sự đánh đổi giữa tình yêu và sự nghiệp có mang đến cho họ vị trí của một ngôi sao? Mời các bạn đón xem Tôi Là Ngôi Sao, khởi chiếu từ ngày 9 tháng 11 năm 2007, thứ tư, năm sáu hàng tuần, lúc 18 giờ trên HTV 9 và 20 giờ cùng ngày trên HTV 2.